Em đã mua nấm lim xanh của nhà thuốc mình, chất lượng rất tốt. Xin cho em hỏi là trẻ em có sử dụng nấm lim xanh được hay không? Bé trai nhà em 5 tuổi, cháu hay bị nổi mẩn ngứa. Em muốn cho cháu uống thêm nấm lim xanh để tăng cường giải độc gan. Mong sớm nhận được hồi âm từ nhà thuốc. Chào bạn, chúng tôi xin phép được trả lời câu hỏi của bạn như sau. Theo kinh nghiệm dân gian thì nấm lim xanh không có độc, là một vị thuốc có tác dụng bồi bổ sức khỏe, tăng cường chức năng gan và phòng ngừa rất là nhiều bệnh tật và có tác dụng rất là tốt cho sức khỏe. Qua tìm hiểu báo đài và cũng như là kinh nghiệm cung cấp nấm lim xanh trong nhiều năm qua thì chúng tôi nhận thấy trẻ em uống được nấm lim xanh được bình thường. Nếu có điều kiện thì bạn nên cho cháu uống hàng ngày, sẽ mang lại rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe như là giúp tăng cường sức đề kháng và giúp phòng ngừa bệnh tật, giúp cho cháu được giải độc gan tốt hơn, tăng cường hấp thu và rất là nhiều tác dụng hữu ích khác. Ngoài người bệnh, nấm lim xanh còn được khuyến cáo là sử dụng cho phụ nữ sau sinh và người bình thường không có bệnh tật gì. Đây là một loại thảo dược rất là quý nên có trong sổ tay chăm sóc sức khỏe của mỗi gia đình. Lưu ý là không nên cho trẻ uống quá nhiều nấm lim xanh trong ngày. Liều dùng của trẻ nhỏ bằng 1/2 so với liều dùng của người lớn. Liều dùng thích hợp cho trẻ nhỏ là khoảng từ 6 đến 8 gram một ngày. Những ai không sử dụng được nấm lim xanh là những phụ nữ đang mang thai, người dị ứng với các thành phần trong nấm lim xanh là những đối tượng không nên sử dụng nấm lim xanh. Để biết thêm thông tin hữu ích về nấm lim xanh thì bạn có thể đến các chi nhánh của Thảo Dược Đức Thịnh trên toàn quốc hoặc gọi đến số hotline để được nhân viên tư vấn kỹ hơn ạ.